quá. Rồi, mời các bạn quay trở lại livestream Thịnh Ken và đón xem trận cầu ba băng siêu kinh tởm giữa Di Bún Idol và Cường Vlog. Này quýnh đậu nhậu 2 triệu nha các bạn, quýnh xong là tối nhậu liền luôn nha. Nghe giọng cười Cường Vlog em thấy nóng rồi anh em ơi. Quay lại. Rồi anh em vào lại livestream nha. Chúng ta đang chuẩn bị đón xem trận ba băng đồng 20 điểm kèo đậu nhậu 2 triệu nha các bạn. Đây là chơi là có thiệt không đó nha. Trời ơi, bỏ chạy gì vậy? Ơi, Idol với lại Cường Vlog tái đấu. Hôm nay mình quýnh đồng với Di Bún nha. Cường Vlog 5 phút khởi động. 3 phút khởi động. Giống cười thủ quá ta. Rồi. Coi cười đừng ỉa nha mấy cha. Rồi, chào anh em. Quay lại với đây là Cường Vlog livestream của Thịnh Ken. Đau quá. Sau thời gian dài vắng mặt tại Bia Thịnh Ken. Lên núi luyện. Tầm sư học đạo. Rồi bây giờ Thịnh để ngay đây là các bạn sẽ coi được cái bảng điểm luôn. Cơ 25 muối nè chứ bút. Rồi ok, các bạn thấy bảng điểm. Rồi bây giờ Thịnh sẽ nhường mic lại cho Idol Di Bún phát biểu cảm nghĩ trước trận đấu. Xin chào anh Di Bún, không biết anh có cái cảm nghĩ gì cái trận đấu này sắp diễn ra không vậy? Kèo này là chắc chắn là phải ngậm rồi. Tức quá mà. Vừa miệng vừa y luôn. Rồi, cầm tay vô. Đây. Vô anh em ơi. Rồi. Chào anh em nha. Có gì à? Hôm nay quýnh 20 điểm nha Di Bún. Làm gì làm, chiều nhớ nhậu nha anh em. Sao tôi thấy Di Bún nó vừa miệng luôn quá vậy? Ủa không, thì quá vừa miệng luôn á ông nội. Thấy không? Ông tu cặp, ông khỏe trả mà. Đây, cho anh em nha. Đây, cho ba 20 điểm nha Di Bún. Trời ơi, thi đề ba mạnh nha. Rồi, tôi còn mạnh, Di Bún còn mạnh hơn nữa. Nè, nè. Có mấy con tôm nữa nổi. Cường Vlog đại ba. Trúng hả? Thi hay mà sao quýnh không hay vậy bạn Cường? Tôi dụ không á. Ê, chào anh em. Quýnh kỳ này phải canh kỹ lại. Quay lại với livestream của Thịnh Ken. Bữa giờ lu bu quá. Hụt rồi. Trời hụt rồi Cường ơi. Chắc trúng à. Hụt mẹ rồi. Trời xui dữ trời. Vậy là các bạn coi nghe mic rồi có rõ không? Âm thanh ánh sáng đầy đủ không? Âm thanh ánh sáng đầy đủ không? Đồ mày ba cho ba mày quýnh với da coi đâu. Hơi tặng thêm tôm nữa chứ. Rai con, ba nóng rồi ba ăn luôn tôm á. Kỳ này tôi canh kỹ là ông nội, khỏi chạy nha ông nội. Quýnh sao tôi trắng bạn luôn đi. Một. Ghê vậy? Hụt mẹ rồi, ôi trời mất. Trời ơi, hụt thiệt. Xạo. Một. Tôi quýnh clip xong ba bằng luôn không biết hình nào tôi quýnh ta. Rồi, quýnh. Tập trường mỏng với anh em rồi. Bạn này có cho tính thời gian không? 30 giây thôi nha. Có xin thời gian không? Mà. Để cao xíu gì kìa. Ủa vậy được rồi bạn ơi. Trời ơi dở. Sợ mới có 1 điểm mà sợ gì ông nội. Cái này không có giỡn được với bạn Cường nữa. Làm lay quay hoài cho bún hết giờ đó. Rồi hết thời gian, xin thời gian. Trời ơi. Trời ơi. Hay quá. Các bạn nhớ nha, liếm cái cho nhớ. Ôi ơi. Ơi. Mém rùa. Hay chứ rùa gì, hay đó. Quay thằng Hòa lần này cười không nghĩa nữa, quay lại bình lực lên.
Ủa bạn Hòa, bạn có đi toilet không vậy? Bạn toilet nữa coi nha. Nha các bạn. Chào ba ngàn anh em, ủ lộn 267 anh em nha. À, Thịnh Ken chào các bạn quay trở lại với trận cầu siêu kinh tởm giữa idol Di Bún và Cường Vlog. Sau thời gian Cường Vlog đã lên núi, bây giờ đã xuất hiện lại. Rồi, Di Bún quay đầu cú cu lê. Không rồi. Thành công rồi các bạn. Quá trượt. Đánh chơi vua nha anh em, đừng chửi nha. Ok bạn Long Nguyễn Vlog nha, anh em nào muốn ghé quýnh với idol Di Bún hay là Cường Vlog thì cứ ghé qua đây nha. Hay dữ trời. Kèo này sao thơm dữ vậy trời. Hôm nay mình thử nghiệm góc quay mới nha anh em. Thấy được cái bảng điểm nha, Di Bún đang một điểm. Thịnh zoom gần lại xíu cho anh em. Hiếu hơi rồi. Hiếu hơi rồi, sao tới bàn dễ nỉ mà chạy đâu tới đâu. Kèo này đồ nhậu 2 triệu các bạn, trước sau là 2 triệu á, còn thiếu là Thịnh Ken bù. Mà chắc không thiếu đâu. 2 triệu là nhậu. Tôi chưa quýnh mà có bạn nào để ngón tay về là tôi thấy là tôi bị tuột dốc rồi. Bạn nào vậy? Ai biết. Chắc này ông nội Trần Quý Chiến chứ không ai. Dì Bún đang đói nha các bạn. Chế nào khó là Dì Bún cu lê á nha các bạn. Không có cu nha, cái này A Băng Đảo luôn á. Ồ, A Băng Đảo. Cú A Băng Đảo. Chạy bi dữ vậy ông nội. Quýnh 20 điểm được rồi các bạn ơi, quýnh 30 chắc quýnh lâu lắm. 30 cũng được mà tại bạn Cường về cho con bú nữa. Té dậu. Rồi, dầu, một điểm dầu. Cho Cường Vlog. Rồi, hay quá các bạn ơi. Hay chưa một điểm. Chứ nhậu hồi chiều. Kèo này anh em bắt ai đây? À Di Bún với vợ nha. Di Bún đá ăn chính nha. Nguyễn Hữu Lộc. Trời ơi, 2 điểm cho Cường Vlog các bạn ơi. Hay quá. Hay quá bạn Cường, hay quá bạn Cường. Phát biểu không nghĩ ơi, còn nữa không? Còn nữa không? Còn nguyên luôn. Gái này có giọng cười thiệt. Đánh gì ạ? Đá trúng nè. Đánh ba bằng chứ phải đánh liếp đâu ông nội. Rồi tỷ số là 2-1. 2 điểm. Đây trọng tài cho. Nhậu ké mà phải làm trọng tài chứ anh em. Để bị khó chịu dữ vậy. Ok, địa chỉ quán pizza là 40 đường Dân Chủ Thủ Đức nha các bạn. Quán mình 7 bàn, 6 bàn pizza là 1 bàn nhậu. Đây, xuống đây chúng. Rồi, Di Bún đang thực hiện một cú cu lê các bạn. Không có cu đâu ông nội. Cu hoài người ta coi thường. Di Bún quýnh cái bị. Ê, trời cu hoài người ta coi thường. Xém gồ luôn. Ủa chú đi đâu rồi chú sư phụ? Trả mít cho rồi. Tôi được 2 điểm rồi nha anh em. Bữa giờ lu bu quá. Rồi mà ông coi tôi cô ba. Chào 500 anh em nha. Quýnh dở có anh em ủng hộ mà vui nè. Ủa sao dày quá vậy? Đá trúng kìa. Ủa sao quýnh giống cái đợt trước quá vậy? Đợt đó tôi dụ luôn á. Kèo này kèo nhậu 2 triệu cứng hơn. Ây da. Ây da. Anh em có ai hôm nay nằm Di Bún không? Nằm Di Bún là ăn chắc luôn á. Trời ơi, nghe nằm Di Bún lòn. Thế kèo này thua nữa là bó tay luôn á. Nghe nằm Di Bún cái lòn liền ông nội ơi. Rồi. Rồi, qua nút lưỡi. Qua nút lưỡi. Rồi. Rồi nút mẹ nó nguyên cái háng luôn. Tôi chạy vi không đó. Trời ơi nó đó. Yếu. Yếu. Bạn yếu mà bạn la nút lưỡi nút gì? Ra kia chơi con trai. Bi này bi sườn của Di Bún nha các bạn. Rồi hay quá. Bạn nào không hiểu cứ liên hệ Di Bún. Happy. Anh em nào theo Di Bún không? Nửa trái trắng. Nếu không đá
Đá rồi. Gỉ cổ. Một là hai đồng, ông nội ơi. Chẳng lẽ chấp bạn bạn Cường 5 điểm quá. Sao này thấy Duy Bốn nguy hiểm quá ta. Đừng đá nha má. Hay dữ vậy. Trời ơi. Quấn về ai quấn không được ông nội. Trời sát luôn, như muốn đói luôn. Thở ra ăn miếng. Ừ. Tối thêm vịt quay, cá nướng gì đi. Trời ơi, hay quá. Ồ, hôm nay sáng đường ghê á. Mình đánh cũng hay á, mà bị gì xui thôi. Thì ra là bị bún bữa giờ bị xui. Rồi, sao bèn. Chắc lòn quá. Quấn mà Duy Bốn nhíu hết người. Gà đi tập tạ rồi. Dạ. À, cục bo nãy mình mới sắt thịt heo quay nên mình đang rửa chưa khô nha bạn. Kìa Duy muốn lấy cái nồi đó. Rồi, một điểm. Ồ, hôm nay vừa miệng quá tao. Mới có 600 mấy rồi chưa đánh đâu ông nội ơi. Tôi đánh là 3000 mấy tôi mới đánh. Gì vậy? Một pha vuốt ve trên mặt bàn. Nhìn đâu xa xăm vậy? Vuốt ve trên mặt bàn. Chắc. À, con ghẻ này. Con ghẻ này mà ba băng cái gì vậy? Để tôi lấy nó coi. Rồi trúng rồi. Trúng rồi. Sao hột được? Trời ơi, bi này sao hột được? Sao hột được? Trời ơi. Rồi nút xuống. Dậu gì dậu kìa lấy. 1 2 3 chơi luôn hả? 3 2. 2 2 về 2. 2 về 2 thì đi qua 3. 2 về 2 qua 4 này, 2 nè ông nội. 2 nè, về 2 nè. Trời ơi. Đi qua 4. 2 về 2 qua 4 à. Co thử nè. Hiểu rồi, hiểu. Đi ra ngoài đâu hiểu. Trời ơi, vậy sao? Trời ơi. 2 về 2 về 4. Kinh tởm. Ngồi đếm đếm rồi dữ lắm. Làm thấy ghê lắm. Chờ xíu mày, đợt sau tôi học rút số mà tôi quýnh cho ông tét đít luôn. Con ghê nè. Chào 700 anh em nha. Ồ, xem lùa. Làm gì làm con lê chim với nhậu nha. Xem chung. Ngồi 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 đi con trai. Mấy rồi? Sao hộp? Sao hụt? Ờ, Duy Bốn này quýnh hụt hoài Duy Bốn. Hay đường ông nội ơi. Trúng đâu, tia đó sao trúng được. Tại dữ ta. Quá tệ. Alo. Bú luôn. Một pha bú đi vào lòng người. Nè, tôi quýnh này trông chết luôn. Trời ơi. Đá thêm cái nữa thôi. Bi nào cũng đá ta. Chôn kỷ niệm vào thương. Rồi. Học rồi. Hay quá. Học rồi. Lề sâu thấm ướt đôi mi. Tao đang hát mà đưa tôm tao ăn. Một. Duy Bốn đang đi cơ một điểm nha các bạn. Tỷ số đang là 3 điều. 2-3 Duy Bốn đang đi cơ 1. Gặt luôn. Gạt cỏ lụm lúa. Gạt cỏ lụm lúa, lụm nó. Một là 3 đồng. Chào 700 anh em nha. Coi chơi vui nha các bạn. Ok, có nhận học viên, bạn ai muốn học thì vui lòng nhắn tin Zalo liên hệ Thịnh nha. Ok, Thịnh không tiện trả lời trên livestream. Ok, đây đang là livestream giữa idol Duy Bốn với Cường Vlog. Chúng rồi, chúng rồi, thấy để cơ thấy chúng rồi. Cô Lê ở đâu cha? Hay, có sáng kiến.
À, Zalo 0908 897 297 các bạn. Ok. Trời ơi, Bi này cường phải lóc, chạy Bi dữ quá ông nội ơi. Này, cu Lê đẩy nè nha bạn Cường. Rồi, Di Bốn vô cứu cu Lê, đá bởi đầu. Thấy chưa? Nè, chưa bỏ đâu, bạn ơi, trời điện ơi, trong đó ra, không á, điện trong đó không á ông nội. Rồi, làm gì nữa? Làm gì bố nào? Có trường bỏ, à, có cái tin nhắn anh phía trên em. Làm gì bố? Lăn mặt xe nè. Rồi, một cú lăn mặt xe của Cường Vlog. Hay quá Cường ơi, trời ơi dư cà phê. Ông đâu ngủ ngoài đường đâu mà không biết lăn ông nội. Rồi, tỷ số đang là 3 đều nha các bạn. Trận này quýnh tới tối đi nhậu luôn là vừa các bạn ơi. Rồi, một cú trời ơi. Đi bún. Thôi để tập trung canh kỹ lại nha, chứ nãy giờ. Nãy giờ thả bạn Cường quá. Bố mình dẫn nha Di Bún đi thi ba băng anh em nhớ cậu Vũ Di Bún nha. Không nội đừng giỡn tôi, người ta chửi chết luôn. Chửi gì, quan trọng là mình đánh nhiều người xem. Trời cao thủ quốc gia người ta muốn cũng được nữa mà. Đúng không Hiếu? Đúng không? Bì quá. Quốc gia quýnh còn bóng nữa. Chạy gì mà chạy bi dữ vậy? Rồi, coi Di Bún quýnh cú này sao đây các bạn. Chạy quá chạy luôn. Ok các bạn, để sau này mình set kèo giáo Bi ha. Hello bạn Lân Vũ, xin chào 800 anh em. Trời ơi, kinh tởm. Canh nãy giờ đánh được băng ông nội ơi. Lại thánh luôn á, thánh chạy Bi luôn. Rồi xin chào anh Hòa Vlog. Chạy Bi quá. À, anh có nhắn nè, bạn Trường Võ nè, Trường Võ nhìn nè nha. Ok, à. Thôi. Lên ngàn anh em đi đánh. Bên này sao hộp? Rồi, em Trường Võ làm đọc cái tin nhắn giúp anh né ra. 0908 897 797 nha. Đâu ra con. Rồi, tỷ số đang là 3 đều nha các bạn. Cú A Văn Đảo của Di Bún. Trời ơi, gì mà kéo xuống đây như vậy? Quýnh cái đường Bi kinh tởm về Di Bún. Bi khó quá, mình đâu có đẳng cấp quýnh mấy là đâu. Đây là Idol Cường Vlog. Hello Nguyễn Đại Nhân. Cường Vlog với một pha kẹp đách nha các bạn. Áp phê người tà lè luôn. Chưa lăn nách mà đòi kẹp nách ông nội. Ông lăn nách chưa nè, đây sườn một điểm. Thiếu hơi rồi. Chào Phong Trần, chào em, chào anh chào. Gì? Không cách gì, ăn rùa hay cái gì vậy? Trời cú ơi, ơi ghê không? Quá đẹp các bạn ơi. Hay quá. Trời ơi, Cường Vlog cu Lê cháy banh kìa. Quá đẹp, một điểm cho đừng, đừng, đừng chạm, điện không chống, đừng có chạm gì hết. Điện không, điện không. Bà ơi, điện trời không trong đó. Trời ơi, quá dữ. Điện đây, quá trời điện. Điện không. Ngồi yên, điện không. Tôi thấy tôi còn giật. Con ngồi yên nè, đuổi người ra. Thấy cô đánh tôi còn giật á. Anh em coi nhớ like giùm nhé. Trời ơi, một cú đánh quá đẹp. Chắc này vừa bún tôi quýnh vừa bún mềm xương nữa. Trời ơi, có 1 điểm mà ông nội. Ông đánh điểm rồi tưởng ông quýnh 5 điểm hết chứ. Trời ơi, đánh liếp hả? Biết đánh ba băng không? Rồi, 1 điểm. Đi to to ra nha, này thấy bằng điểm không? Đây còn. Hai hai, hai hai giờ bốn. Cái lực nó vậy rồi, cái nút số bà rử. Nó vậy rồi. Nè, bà rử, hai hai, về bốn. Về bốn. Con ghẹ này. Nút số bàn là nó vậy á các bạn. Cứ hai hai là về bốn, hai không hai là bốn.
Đúng rồi, trời hay dữ trời. Quýnh clip hình đó, những hình sườn của clip thấy không? Con phải gác một hai điểm không có gì đâu. Các bạn nào bắt dê 4 thì cầm vé trên tay. Còn hay dữ trời. Chạy bi đó. Gà đánh chạy bi không trời. Ai thêm điểm nữa nha. Mình được 5 điểm rồi. Kìa. Dậu về dậu. Này dậu thì dậu nội tôi. 48.5. Mẹ ơi. À chị Bi. Kinh tởm. Trời ơi. Hình mắt kiến. 53 hả? Đánh dở các bạn đừng chửi nha các bạn. Các bạn chửi mình thấy hết luôn á. Rồi sao hụt? Sao hụt? Gà, gà nó gần quá, khó quýnh. Không nội, quýnh chạy bi quá. Đập lê. Đánh có 2 triệu. Đánh có 2 triệu mà dư 4 chảy mùi hột. Có 2 triệu được. Trời ơi, xui quá đá rồi. Này. Còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa mới đủ. Nè. Rồi để góc này thấy hên hên nè. Để góc này được á. Bị góc này không thấy bản mặt của mình. Ê ơi bạn. Ê gì già chúng ơi. Tập tạ để làm cái gì. Quýnh mạnh lên. Lạy thánh luôn. Dứt. Đứng ngó không nội. Thấy để phê thấy trúng rồi. Lòn cho nhớ. Hết để phê rồi. Trời ơi. Đó chạy nữa. Thì ủa nó... học chung thầy hả hai ông nội. Mấy hình clip không nó chạy về đó nó đứng rồi. Trời ơi cái gì vậy. Sủi. Con ghẻ này. Mấy điểm rồi. Mấy điểm rồi. 6 hả 6 3 hả. Trời ơi, mém xíu nữa má ơi, rùa bay ra rồi. Thở xương, thở xương. Rồi. Thở xương. Một. Làm gì làm nhớ cu lê nha anh em. Điện thông đó đó. Chạm băng cái nè. Đó. Lộn, chạm trái. Yếu. Tưởng hụt. Được. Cu nữa. Gì vậy? Sủi. Trời ơi, ơi. Trúng nè. Cu mà sủi chắc không bao giờ trúng. Một này là bốn. Thêm giái là cho cu gì. Ê sắp ngàn rồi nha ông nội. Quýnh gì vậy ông nội? Nè lên đủ ngàn còn 24 người. Nè nó chạy về là ông đói rồi. Còn 24 người nữa tôi quýnh cho coi. 24 người vô nữa 1.000 tôi mới quýnh. 24 người đó là đủ 1.000 anh em của Di Bún rồi nha. Gì cười ông nội. Lon rồi. Trời ơi. Quýnh sao nó chạy về đó hay vậy. Xoáy quá. Sao mà nó giật lên đây chạy về lại hay vậy. Trời ơi. Đường bi quá kinh tởm. Ba cái hình mắt kiến. À, băng rất là hay. Có cố gắng. Trời ơi xem chúng nội. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Văn Bi nha. Nó sát quá. Ghẹ là nghe Văn Bi cái quýnh vậy. Bởi vậy mới quýnh nhẹ chứ. Nghe Văn Bi. À, chạy Bi dưới dưới bốn. Thôi để tôi coi đủ 1.000 chưa. Rồi còn 7 người nữa tôi mới quýnh. Chào ông ngàn anh em nha. Cho đại 1.000 luôn đi rồi. Ê bạn. Các bạn đừng có cố mà thục.
Nhập... Ủa mà sao không phục luôn đi, bây giờ đói mẹ rồi. Nhập qua tới từ cùng đẩy cái trúng rồi. À băng vô giọng ăn cà rê. Ghê má. Trời ơi sao hụt. Trời ơi. Ghê quá. Rồi đói luôn. Sao đói. Đủ ba băng nha dì bố. Ê lần sau mình lại chim á, mình chơi đá bỏ đi ông nội ơi. Đánh đền quen rồi, giờ đánh này cũng khó chịu lắm. Trúng rồi, hay dữ rồi trời. À, bạn nào học A Băng thì liên hệ với lại bạn Cường Vlog nha các bạn. Bạn Cường nút số rồi rất là dữ. Tôi A Băng tôi cố tình chạy bi vô á. Nút quần thì dưới quần tới 5 nút lận. Cua lê luôn hả? Không. Thôi để tôi quýnh đi ông nội, hổ hoài. Trời ơi, da này A Băng mới trúng chứ sao quýnh vậy trúng. Không ra trúng cũng hai băng à. Dở quá. Nó A Băng nó mới trúng. Đủ 1000 chưa? Rồi, 1000. Chết bạn Cường rồi. Chào 1500 anh em nha. Nè, qua một cú. Tỷ số 7-4 nghiêng về 7 nghiêng về Cường Vlog. Trời ơi, nay để bi về không vô bún chết à. Hờ, nó kêu đánh 20 đánh 30 chắc tới ngày mai luôn. Ông nội đang xỉn. Mày đen. Liếm cái trúng nè. Lòn rồi. Đánh kêu bi quá ông nội. Sorry. Lại thánh luôn á. Hello, gì à? Nguyễn Ngọc Hưng. Chào 1100 anh em nha, 1100 rồi ông nội ơi. Trời ơi, bể mặt tôi hết. Buộc rồi. 1100 là chạy buộc bi đánh vui rồi. Quá. Tôi tính tới đường chạy bi luôn đó. Cường Vlog đang gác 7-4 nha các bạn, đang gác 3 điểm. Rồi, như idol Di Bún đã nói, 1000 là idol sẽ bắt đầu quýnh. Bây giờ chúng ta bắt đầu coi những cái đường bi siêu kinh tởm của idol. Thiệt ơi, để tập trung nè, giờ nhiều anh em coi rồi. Trời ơi, lên gần 1200 luôn rồi. Mai đi sư phụ đi Đồng Tháp rồi, Khánh La Gia ơi. Không có thời gian đi đánh giải đâu em ơi. Thứ 6 khai trương rồi, thứ 6 Đồng Tháp khai trương rồi. Giải này nó mở giữa tuần rồi, là vậy là cũng bó tay. Trời hay dữ vậy. Tính ra ông Cường đánh đường chạy bi vô không chết. Trời ơi. Đâu đánh đâu em, có đánh là ghi tên rồi. Đánh về chết luôn Thịnh ơi. Thứ 6 rảnh chạy về Đồng Tháp chơi sư phụ nha cô. Mà quýnh đường gì ai đâu. Trời ơi, dì Bún quýnh cái đường rồi các bạn. Không trúng đâu. Trời. Thôi chạy bi quá sao quýnh được. Cố gắng lắm rồi. Tài lết hả? Tài lết đang đi làm rồi anh em. Hello Funny. Trời ơi, Cường Vlog quýnh trái bi kìa, thiếu băng. Chạy bi quá bạn Cường ơi. Lẹ lẹ còn bắn bún nữa. Một ông đủ, hai là tôi đủ chứ ông đừng làm gì. Để bi gì. Dở cái tay lên nè. Phê nhiều quá. Hello Nguyễn Thanh Huy. Ừ bây giờ chiều thứ năm, chiều thứ năm là 4 giờ là sư phụ đi em. Chiều năm 4 giờ đi Đồng Tháp. Má ghê Cường Vlog cười hoài. Đó chạy bi nữa. Má kèo 2 triệu này chắc vô vô tay Cường Vlog nữa rồi quá. Chưa chắc. Bây giờ thua hoài có kinh nghiệm. Anh Lê không thích coi, anh Lê bấm nút đi anh Lê. Ở phê đâu có tụt gì vậy.
Có, mình live stream mình đánh chơi vui thôi bạn ơi, chứ mình đánh hay ho gì đâu. Địa chỉ anh là 40 dân chủ Thủ Đức em. Hello Bùi Gia Huy. À, Bùi Gia Huy cũng là fan cứng nè. Cứng ngắt luôn. Hay dữ vậy, cười gì vậy ông nội? Ông cười cái gì? Ông mấy rồi? 74 mà. Lắp camera trên trần nhà ai tại anh có lắp rồi em, mà camera trần nhà đâu live stream được. Hay quá. Hay quá ai đầu ơi. Trời ơi. Cố gắng lắm rồi. À, Cường Vlog quýnh bị chạy nổi quá. Mà vì bún bờ giống như bị kỳ rơ Cường Vlog rồi. Căng chạy bi quá. Rồi chào Huân Ngọc, anh khỏe em? Khỏe em. Chạy nè, chạy đâu nè, nè, nè. Trời chỉ ơi. Hai băng hơi, hai băng hơi. Tỷ số đang là 74 nghiêng cười Cường Vlog. 74 thì tới 8 giờ tối vẫn còn 47. À, những cái quán mà khai trương là sử dụng bàn của Thịnh Ken nhé các bạn. Gà này đánh với mấy gà kia để bi không, mà mấy gà hay gà này đánh mình không được cái gì hết. Sao yếu dữ trời, cười vô một. Ghê vậy? Chạy nè mẹ ơi, trời ơi. Dấu hiệu. Dấu hiệu của sủi. Ê, ê, làm cái rồi lâu lâu làm cái với cười hoài, đau bụng quá. Làm cái cho đá, cái cho nhớ. Lòn không nội? Quên né đá lòn ta, hở xương. Thôi đi nha. Hở xương, hở xương. Nãy giờ mình dở các bạn chơi thôi, chứ nãy giờ Cường Vlog cũng chạy bi quá. Mình đánh cũng không được luôn. Năm băng. Hở xương rồi. Một. Chích. Trời ơi. Cô giáo nói đúng cái gì á. Ủa đây cũng quá có nữ coi nữa hả? Cô giáo Thảo biết rồi. Bà nội còn ghi thêm cái câu mà ham chơi nữa. Bạn Cường bi sao để bi nha bạn Cường. Bi gì để bi về chết rồi. Phương Linh quýnh còn không được nữa ông nội. Nhưng mà rồi hụt luôn. Thôi tôi đủ quá gì muốn rồi. Chạy bi quá. Vô ba da xe. Ừ, quýnh về trúng hả? Đẩy gãy luôn cơ. Còn lót chơi chạy bi kho luôn à. Tôi nghi chắc cái clip này xóa quá ông nội ơi. Ừ. Trời ơi. Vợ gọi. Vợ gọi mẹ gọi chở đi bơi rồi. Đá nữa. Trời ơi, đá thêm cái nữa hai băng. Hai băng à. Chết gì bún rồi. Chơi gì quýnh gì mà bạn Cường để bi một cái coi. Ông làm nó mất tiếng tâm quá ông nội. Giờ hết hai đồ quýnh xong. Ấy đù di bún. Kinh tởm. Không, này lăn được. 70. 2 với 2 là 4. 70, 20, 40, 50. Để 1, 2, 4, 5. Ừ, 5. 1, 2, 4, 5, 5 ở dưới cha. 5 này hả? Đúng rồi, rồi, 3 phê. Ủa, cái này 30 mà ông nội. 50 thì dịnh dưới chơi. 3 phê. 3 phê. 50, cái này kêu 50 quá hả? Ừ. Cái gì ghê vậy, lúc số mình lum vậy ông nội. Còn ở đây 150. Hai phê. Bữa nay nè, để 150. Anh ta chỉ trong cái đường bi kinh tởm không? Đó. Ừ. Đẩy
phơi thôi. Nè coi cú kéo nè. Nè nha. Đó xích lên xíu nữa đúng không? Kéo về cho nó chắc. Rồi chắc luôn rồi. Chắc tới đây. Chắc tới đây rồi ông nội. Chạy bi á. Gan tay ông nội ơi. Chạy bi á. Tao ăn luôn quê rồi. Giờ quýnh. Quýnh tao ăn không? 15. 25. Ủa đây 25 hả? Rồi. Bá phê cho cha luôn. Bá phê. Ừ. Bá phê hết phơi trái luôn á. Rồi, cái này đúng là rồi tới 3 giờ rưỡi luôn á, đừng có 35. Ừ, đúng rồi. Vì bốn quýnh, vì bốn không để được cái phê ở ngoài. Ừ. Kèo thơm nó không nổi cười. Con ghẻ này. Ghẻ này. Ông cứ đi đi trời ơi, gác tôi 10 điểm tôi gỡ được mà, có 3 điểm tôi gỡ không được. Các bạn đang coi nữa. Chết mẹ hở trường. Hở trường. Đây. Thôi đi nha. Xin lỗi bạn Cường nha. Tôi phải đi bán bún mà thôi. Gì? Này chạy bắt chí ra tới đây luôn. Chạy bi. Tôi nghĩ clip này xó quá à. Cái gì xó? Không có phê luôn hả? Đúng rồi. Còn đại phè giữ má. Chúng có một trái đỏ thôi à. Đó, vô chung bài chụp rồi chúng. Thôi đi. Các à bạn ơi, coi G4 đi cơ 10 lê, ở lê, cô lê. Ở câu lạc bộ của Thịnh Ken là đi cơ 10 là được góp vào số anh nha các bạn. Rồi đá cái ông cho đôi giúp lào luôn á. Nè đá nè ông nội, nè đá nè. Một cái đá nè. Hở ra. Hở ra đó. Này, biết vậy nãy tôi quýnh nhẹ tôi chạy đàn không. A Văn á. Hình A Văn mới trúng. Một. Mạnh chạy trúng. Năm. Ê da. Nãy giờ giỡn quýnh không trúng cái nào ta. Bạn Cường yếu quá. Gác điểm thấy bạn Cường nguy hiểm mà không nguy hiểm xíu nào trời ơi. Gà này, con gà này câu like hay gì á. Tôi quấn tắt tiếng. Tôi quấn gì muốn. Hay dữ vậy ông nội. Thôi tôi đi thiệt á. Trời nãy giờ tôi còn quấn có 8 điểm. Còn gác 3 nữa mới ghê. Lòn rồi. Qua luôn. Trời ơi liếm trước. Rồi, thôi đi Di Bún ơi. Nãy giờ Vũ uống một. Ủa sao dặn đâu hay vậy? Trời ơi. Dặn đâu miếng hay vậy? Thôi tập trung đánh nha, để thôi các bạn nói tùm lum la mệt lắm. Nè, quýnh lòn qua đây, về trúng rồi nè. Ngay cục lơ vòng về ông nội ơi. Không muốn quen đánh mấy được. Đó, đó. Gà này yếu lắm. Ồ gác 3 điểm có gì đâu. Hên là bạn Thịnh biết hai thằng đánh dở kêu đánh 20 thôi mấy ông nội. Kêu đánh 30 coi muốn lòi mắt cũng không đủ tiền. Vô rồi, ngang 2. 1. Trời ơi sao mẫu như vậy Di ơi. Quýnh vậy thì sao mà làm bán không được. Rồi, Thịnh Thịnh. Chị lấy cái ghẹ gì muốn rồi. Mày quýnh vậy là chết bố rồi. Di Bún bị dính chửa rồi anh em. Bạn để mình phục hồi xíu hả? Chưa vô cơ á, ngáo mà ngáo luôn, bao băng này cũng ngộ. Ừ. A băng phải 6 băng về mới trúng nha ông nội. A băng 6 băng về. Đồ hay quá. Thiếu rồi trời. Đồ. À, nói các bạn mình thích biểu diễn. Các bạn hiểu không?
Nhớ like giùm á, cho Thịnh Ken cái. Hay quá, hay quá. Đừng có nịnh. Thấy anh đánh hay, em đừng có nịnh, anh không thích đâu Cường. Để anh đánh. Ken ơi, thích lắm. Làm cái nữa đi. Đồ á, gì bún đè các bạn. Hụt rồi. Hụt rồi. Bây giờ uổng dữ trời. Hụt. Đừng có nịnh. Ghét ai khen lắm. Bạn Cường cấm nịnh nha. Trời sao trúng vậy? Hay dữ vậy trời. Giờ Di chỉ chơi với mấy cái đường bi đẹp thôi. Di thích đánh mấy cái đường bi mà ngáo ngáo mà chơi vậy á. Đường bi ngáo đá hả? Nè. Sao hụt? Gặp nhau cuối tuần. Một. Quá. Phương Linh nhập. Ủa Phương Linh đâu có ăn rùa đâu ông nội. Đồ gì bốn quýnh ba bằng con. Một, thôi kệ. Mình rình rình mình lết lết lên. Bảy. Sụi chắc gác mà đủ điểm mà bạn Cường phải thua 5 điểm thôi. Anh Lê để cho tao cho mày một cuộc vé lốc quá, mày nói nhảm quá. Có số điện thoại của anh nè. Làm gì làm thấy ăn rùa chứ nha. 0936667 nha, có gì điện nói chuyện nha. Mạnh đúng rồi. Ừ. Thôi chắc. Mấy nhà nhóc ác này uổng có tối ngày nó lôi mấy anh đại ra nói chuyện với mình. Bố uổng dữ vậy trời. Sườn là tẹt cơ. Rồi cho thằng anh Lê một cái pha lốc đi vào lòng người. Giảng tuần. Ủa ta anh set cái nick anh là mod rồi mà ta, sao kỳ ta. À dì bún quýnh cái đường bi. Kinh tởm. Tỷ số là 7-8 nha các bạn. Chầu này hai chai nữa các bạn, quýnh bay hết. 2 triệu lận. Cú kéo 6 băng về của dì bún hai đồ, quá hay các bạn ơi. Tại vì bún là cơ thể lực mà. Té dậu vẫn đẹp. Tấu dẹ. Té dậu vẫn đẹp. Trời tưởng hụt. Ngon. Rồi. Thiếu hơi 8 đồng nha. 8 đồng nha anh em. Trời quý sẵn luôn. Rồi xin chào anh Hòa Nhật. Xin chào. Lo không nổi. Ngàn mấy rồi. Ờ à, chào 1.300 anh em giờ quýnh nè. 1.300 là quý thấy nhiều mới quýnh. 5 băng ca ghê cho Di bún. À, đập thẳng ngay mặt luôn chứ đập sơ đít làm gì. Kêu quýnh lén nữa. Đồ đập là phải đập ghê thẳng ta. Mặt. Trời ơi Di bún quýnh chứ bi sao tới cha. Kinh tởm. Tới lượt Cường Vlog phản công nha các bạn. Rồi, một điểm cho Cường Vlog. Rồi, vô Ken luôn các bạn. Kinh. Cú săn ly sống dễ của Trường Vlog. Rồi, rớt dậu rồi ông hay nội. Quá Cường ơi. Hai điểm cho Cường Vlog. Cường Vlog bắt đầu sức chiêu rồi nha anh em. Chào em Monster TV. Trời ơi hay quá Cường ơi. Hay à, thôi vậy? Bạn Cường chỉ là hay thôi, đừng hay quá. Hay thôi, hơi hay thôi, hở ra. Hở ra anh Tiến. Pha 6 băng về cho Di bốn quay đầu. Bốn băng ông nội ơi. Bốn băng thôi. Đừng có đá. Trời ơi sao hụt. Má bàn chuẩn không có bê. Ờ bàn sao mốt gắn giải khác đi ông nội. Gắn giải dỡm dỡm xíu dễ nỉ chạy quá. À, quýnh hết pin luôn rồi mấy cha. Đường truyền bình thường nha anh em. À bia lỗ không có các bạn. À, bàn quán của mình chỉ có 6 bàn bia phân nha. Ồ một pha. Thấy bạn Cường cũng nguy hiểm quá chứ. Hai băng carré của Cường Vlog. Rồi, nút số gì bốn, dậu về dậu. Dậu gì dậu, nghe đi ra, dậu gì dậu lấy rồi. Thôi bên đây đi. Bên đây nó gần hơn. Vậy nhắm đó sao trúng cha.
trúng. Mà tôi quýnh trúng ông nội. Ông nội chỉ tôi quýnh không có trúng. Bởi vì tôi đấu đẳng cấp đâu. Đừng đừng nịnh. Bạn đừng có nịnh. Ghét ai nịnh lắm. Gãy cổ. Giờ chỉ có gãy cổ mà thôi. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Hey. Đi hai. Xin chào 1400 anh em. Đi hai một vô 1.5 về năm. Đi hai vô 1.5 về năm. Mày cười gì, mày qua đây mày coi nè. Mày qua đây mày coi gì mà anh ghế hiếu. Nè mày coi vô quýnh hai rớt hai à, về vô 1.5 à, qua năm rớt. Rớt năm đâu. 1 2 3. Má đọc đúng số cũng cà lông nữa cha. Happy nha các bạn. Vô hai đó. Ghê không? 3 điểm cho. Bột xuống cái. Idol luôn. Liếm cho nhớ. Hay quá gì Bún ơi. Này là kéo không có phê nha. 3 điểm cho idol nha các bạn. Trời ơi, idol quýnh ghê các bạn. 4 điểm rồi cho idol. 4 điểm cho idol với 4 nha anh em. Cường Vlog đi đâu mất tiêu rồi. Để giữa tim nha các bạn. Giữa tim mà xích lên xíu nha. Đồ mới ghê cha. Có 2 băng ông nội. Ê, cảng Sài Gòn. 4 điểm đồ rồi gác ngược lại. Không. Tôi nói rồi, khúc đầu quýnh không được, bị chưa quen bàn. Quýnh tới dậu. Tới dậu á. Ờ tới dậu trúng rồi. Để tôi xử lý. Để qua đây chỉ tới dậu rồi tới đâu nè. Yếu mà mày đặt. Bắt trước gì bún. Đây ông nội. Tôi kéo cho ông nội coi nè. Giờ đây. Giờ phải múa lửa cho các bạn coi gác rồi, đâu có sợ nữa. Trời. Vậy cha quýnh vậy ai quýnh không được. Bắt về á. Rồi đó luôn. Đây, 1 điểm. Rồi nghe, 1.500 rồi mình đánh mấy trái đẹp đẹp cho các bạn coi. Hay dữ vậy. Bị nó phải cấm cơ xuống. Bị ông sát bằng phải cấm cơ xuống. Xin chào Hải Trần, xin chào bạn. Khóc chào các bạn đến với livestream trận đấu bây giờ ba băng siêu kinh tởm giữa Idol G4 và Cường Vlog. Rồi, chúng ta cầu phúc A Băng. Trời ơi. Idol A Băng kìa. Quýnh đường gì vậy cha? A Băng á vô dậu á. Trời ơi sao trúng được. Ơi. Thì mày đánh cảm giác mà. Để kể đi. Đẩy cơ là bị lùa cơ nha em. Rồi xin chào các bạn đang coi livestream. Trúng rồi. Im rồi, con gà nào thua, con gà là biết điểm là im dữ lắm, đâu dám hó hé. Cường đang bị gác 2 điểm nhé các bạn. Xuống tỷ số 6. Là 12/10. Xuống 6 về 2.5. Má 6 bì nào cũng về 2.5 vậy cha. Má nút số gì kỳ vậy. Coi thử là phải xuống 6 không? Đồ, chắc tính lộn quá. Tính cho bì là về 2.5 luôn ta. 3 giờ, 4 giờ, 6 giờ. Rồi. Cú ba băng con của rồi. Cường Vlog. Quýnh hết được luôn. Ai theo Cường Vlog cầm vé trên tay. 1 đánh ba băng đánh nhẹ theo chúng nội. Hay quá Cường ơi. Cậu Vũ A2 đồ nha các bạn. Trận này là chưa biết ai thắng luôn á. Hay dữ vậy. Rồi tỷ số là 12-11. Nghiêng về Di Bún. Đâm chắc. Đâm chắc luôn. Hai mươi về không. Đụng vào ba bằng con tính nút số nữa cha. Tính chứ ông nội. Đồ hút mẹ bằng... rồi. Ba băng con mà chỉ bốn tính nút số luôn. Trời ơi hụt rồi. Yếu quá, bạn Cường yếu quá.
Mốt đừng đủ bánh đồng nha bạn Cường. Rồi tỷ số là 13-11 nghiêng về idol Duy Bún. Canh canh dừng lại coi. Đấy cả nha. Rồi, ủa đi bạn. Anh làm trọng tài rồi em ơi. Anh quýt trúng mà. Rồi, để cơ thấy trúng rồi. Trời ơi. Hay quá idol ơi. Đá nha. Trời không đá trời trúng nhớ. Rồi, không đá trúng rồi. Hay quá bạn Cường. Mai để chỉ cho bạn Cường cái chiêu đó. Cơ bao băng dành cho người mới chơi tầm 2 triệu rưỡi nha các bạn. Em mình 25 muốn. Cú siro dâu của Duy Bún nha các bạn. Nghệ này quýt một hoài á. Đánh chịu đi. Chào 1400 anh em. Tỷ số đang là 13-11. Rồi coi Cường Vlog quýt cái này nè. Bật chí đại pháp. Trời ơi, bi đó mà cu lê. Ủa chắc bộ ông cũng có coi clip của tôi phải không? Ông nghe tôi nói bi nào bú ông cu lê hả? Chắc ông tưởng chúng, chắc tôi nói thiệt hả? Ồ trái này hay nè Duy Bún. Đây đúng ôi, không? Đù, cái trái bi này Duy Bún ao băng đảo luôn em. Thiệt là kinh tởm. Trời ơi. Mém rồi. Rồi, xử lý. Hơn đánh 20 điểm, đánh 30 điểm chắc coi mệt luôn. Các bạn ăn cơm chưa các bạn? Đi múc cơm đi, vẫn còn. Múc cơm đi, quýnh vậy sao đủ, bao băng? Đủ rồi. Đủ chưa, rồi. Chưa. Đủ chúng rồi, liếm rồi. Bạn Cường. Ơi trời ơi, chắc đá hụt quá. Rồi một pha a băng của Cường Vlog. Lăn cọc xe một ốc phơi thôi. Cú a băng lăn cọc xe, trời ơi quá đẹp các bạn ơi. Có hai băng đâu, ba băng rồi. Ủa ba băng hả? Không có còn lăn mà trời ơi ghê. Xin lỗi các bạn nha, bị đang ngó trên đây nè, không có coi ghê thì ba băng yếu thì trên lăn mặt xe ba băng rồi. Ghê chứ Phúc. Để tụi con ngàn mấy rồi. Đồ quá. Cô ba đủ rồi cha. Đủ. Chết thơ mà. Ghệ nè bà băng yếu. Không có dòm. Tôi quên không trong mặt. Không có dòm, tôi đâu có dòm đâu ông nội. Tôi quên ghệ nè trong mặt luôn. Hết biết đừng thấy bà băng. Ông yếu quá tôi đâu có dòm. À, học viên mà đánh pizza nè, nếu mà có tâm học á thì đóng 300.000 thôi nha bạn. 13 điều. Một tỷ số đi vlog. Ra đây đứng đợi vlog. Ôi ơi. Đẩy dữ má. Không nổi luôn. Thở ra miếng đi. Trời ơi điện không kìa. Thôi. Thôi được rồi. Kìa. Quá ngon. Ôi nghe tay trái luôn. Chụp lại đi. Sao giờ ra miếng. Tới đây à. Có giờ ra miếng nào vậy? Giờ kéo tới đây hết sức là thiệt luôn á. Không ấy là sụi luôn á. Không cãi, đó. Cãi. Đó, ông nội đó. Ơi. Định ăn rùa. Rồi hỏi. Thôi. Sườn cho chị bún. Sát băng quá khó quýnh. Đó, rồi đâu có sương mỏng đâu. Đói luôn. Cú lê. Ghệ này mà sơn mỏng cái gì? Đã nói rồi, không biết đường sơn mỏng rồi. Có trừ điểm không? Không. Ui mấy đó phải trừ điểm chứ. Sát bằng ui trời. Được. Để tôi nhìn farm tôi cái coi. À cái đó là bạn Thịnh dạy nha, chứ Dì Bốn đâu có dạy đâu nha bạn Huy. Anh xin lỗi với em như vậy thôi. Mình mà dạy là dạy ăn nhậu thôi. Trúng rồi. Dư rồi. Ừ gác với bún. Còn có 6 rồi. Dạy gì pizza gì tầm này. Thôi coi 7 đủ tiền không nội. Lâu quá. Bạn ăn chờ ở ngoài nữa. Trời ơi con ghẹ này nay hình sườn quýnh lòn hoài. Rớt đây gãy lấy thằng Vũ.
Gãy thiệt. Trời ơi. Đúng gãy luôn. Nè, trời ơi, đĩa ba sườn. Nè, gãy nè, gãy nè, gãy nè. Khoai, khoai, khoai. Gãy nè, gãy nè. Anh khoai. Anh khoai. Trời ơi, cái gì vậy? Anh thấy sườn anh khoai. Hiểu, hiểu cái gì đúng quýnh. Bữa giờ ghé hoài chứ. Rồi, dậu về dậu. Tẹt cơ rồi. Ý. Trời ơi má. Tôi nín thở đâu nội. Ông nội tôi lại ông luôn á. Trời ơi quên thanh lơ. Lơ này sao mòn quá vậy. Ngốc. Đếm gì vậy uống. Lấy cục lơ. Đếm. Lơ nè. Ừ, có lơ mới nè. Làm cái két két ra đây. Trời ơi, ghẻ. Con ghẻ này. 14 điều. 14 điều. Có cục nối không? Để tôi nối cho coi. Nối gì cha, tay trái, nối gì vậy? Ê, bạn nhỏ đâu có chơi cục nối không nha. Mình hơi thiếu thước chút. Yeah. Hay dữ vậy trời. Trời ơi. Cái này sao không? Quýnh liếp trúng vậy cũng mừng. Cu lê kìa chú bố. Cái này cu lê thiệt. Mày đừng có đá. Ôi nó đá mà còn chạy cơ đấy. Đá mà kẻ không nổi luôn kìa. Ghê thiệt. Trời dễ nỉ mà. Các bạn coi một cú cu lê đủ tên lửa của Di Bún. Yếu quá. Một cú cu lê đủ. Đi vào lòng đất của Di Bún các bạn ơi. Bạn Cường yếu quá. Vậy đá vậy mà cũng chạy nổi. Lăn xe kìa. Giờ đó gì đâu cha. Rồi pha băng của Di Bún idol. Liếm cái. Má ơi liếm này cái trúng rồi. 1, 15. Giờ bạn nói chuyện em ơi. Vì bốn trời cứu cu lê y như là một vết ngàn các bạn. Hơn vết ngàn luôn á. Đá bố hả? Bố vẫn chạy tiếp. Bố này bố già ba mà ông nội. Rồi ai theo bạn Cường cầm vé trên tay. Sương ơi tính tiền cho Cường vlog. Trời ơi đánh ba băng mà ông nội. Bạn mình là chạy 8-9 băng bình thường nha các bạn. Dễ nỉ mà. Dễ nỉ mà, dễ xịn. Trời ơi, gì mà xui dữ vậy. Chạy đạn Cường vlog là chính phải không? Rồi, tiếp tục, cứ dậu về dậu tiếp. Cường vlog là cứ A-băng dậu về dậu anh em. Trời quýnh nhẹ sao trúng cha. Thiếu hơi. Rồi, về dậu luôn đi. Về đây, qua luôn. Qua luôn. Chẳng lẽ A-băng nữa trời. Giờ tôi chỉ vô một trái bi này rồi là quýnh cho khán giả là đi vào lòng người luôn nè. Nhắm ngay 35 để phê ngay phê bên trái á. 35 đó phê đảo á. Thì cũng đang định vậy á. Bạch, bạch, bạch. Ủa anh, nhắm 35 á. Không, mình còn chiêu này 35 tôi không biết đến đảo không nội ơi. Để tôi quýnh này nè. Đục á, đường bi này là kinh tởm luôn á cha. Mấy tụi nó kêu mua đất á. Thấy mình lên livestream trên mạng. Alo. Nó hỏi mua đất không? À Thịnh nghe. Ừ đúng em. Chịu thôi. Chào ngày 6 anh em nha. Kệ vui chính anh em. Đánh vui chơi mà. Ừ cơ rồi một em em tích đặt cây hả hay sao? Hay dữ vậy trời. Đúng rồi 3 triệu em. Đúng rồi mua đào. Im ơi, im ơi. À ok. Đủ tiền. Có gì nhắn Zalo cho anh đi nha. Nhắn tin nhắn Zalo để cho anh mở ra ha. Ok, em nhắn tin rồi, em tên gì muốn mua con này nhắn cho anh nha. Rồi, cảm ơn em. Ok. 1. Idol Di Bún đang gác 2 điểm nha các bạn. Chào 1.600 anh em. Rồi, quen bạn rồi. À 51 của Chí Thanh mình sang lại mấy năm vậy trước các bạn. 1.600 rồi hả? Nè, mình giờ mình ở đây không à? Nếu không đá. Cú cu lê dí nó. Chạy bố. 16 kệ gác điểm vậy thôi.
Quýnh vậy còn kèo chơi các bạn ơi. Quýnh mà gác nhiều quá cừu bê lóc chạy hết. Hay dữ trời. Trời ơi. Ừ điện. Điện. Ừ tối bảo vô hả anh em. Thôi anh em ngoài miền Trung giữ sức khỏe nha. Mình chỉ biết cầu chúc các bạn an toàn thôi. Chạy bi ông nội ơi. Vì 4 còn 4 nha. Rồi cái cầu 2, chầu 2 triệu này sẽ vô tay ai? Đánh chị đảo cơ. Mà đánh nhẹ sao ra. Cường đang quýnh đường gom bây giờ phân các bạn. Để mai tôi chỉ cho. Thôi xác luôn đi. Lỡ rồi chạy xác luôn đi. Giờ tôi kêu đứng đâu đâu đứng lại được đâu. Rồi. Đâu đâu đâu. 27. 27 rồi 27. 27. Bị mình nằm mấy? Đánh giữa bàn. Đánh giữa bàn là cái nút giữa đó. Giữa bàn á. Đồ quá. Vì bốn mày tính cái bộ mà bằng con này 27 thì cũng có lý quá ta. Thảo Điền quận 2 có ca nhiễm Covid. Biết nút số em có không em? Chứ. Tin ở đâu vậy? Tin mới đó hả? Gì mà quận 2 có nữa ghê vậy? Bún, bún. Thôi đủ, đủ tiền bạn Cường ơi. Lâu quá bạn An chờ không nữa. Cơ mình không có like nữa các bạn ơi. Cơ mình có đăng lên anh em mua cơ add mình nha. Lại like mỗi lần livestream bán cơ ấy quá. Đám hỏi nhiều hơn đám cứ không à. Một. Đủ tiền rồi bạn Cường ơi. Bi này bạn cầm cơ làm chi nữa. Chào 1.600 anh em đang coi livestream. Đá rồi. Nè, nè, đá nè. Đá đi nè, vào lòng người nè, của Duy Bốn. Đá nè, đá nè, nè, nè. Đá nè, đá nè. Chạy. Cười. Cười làm gì? Trời ơi, dậy xíu nữa. 2-18. Tỷ số là 18-14 nghiêng về Duy Bốn. Kèo này mà thua cường vlog nữa thôi. Còn 2 điểm nữa em. Mệt rồi, có 2 triệu chứ nhiêu. Thôi để hồi 4 hùng rồi cho. Trời ơi. Đụng ở đường rồi. Hai băng đi chúng cái. Ừ, hai băng rồi. Rồi, một bộ múa dậu về dậu. Dậu về dậu. Bình thường mình đã bắn đây là 2 ở đây nhưng mà giờ không có 2 được. 2 được thì 3. Rồi, quá dữ các bạn ơi. Trời ơi, A Băng mà vô bê đơ luôn ông nội, ghê vậy. Kinh tởm. 6 băng về kìa, sao hụt. 6 băng về. Ồ, Thạch Đinh hả? Thạch Đinh gì gửi cái link đó qua Zalo cho anh coi nha Thạch Đinh. Không, nếu mà Thảo Điền mà có là cũng nguy hiểm đó nha anh em. Thảo thôi, Điền, đủ tiền. Nói cho anh đây nói Thảo Điền cách có người nhiễm Covid rồi. Má ghê. Đụng hiện giờ nói trên YouTube nè. Nè. Nó nói gì kệ nó, kệ có 2 triệu được rồi. Nó vui nha Jim bạn. New. Một. Vô Jim New coi thử coi có không Hiếu. Được không? Thảo Điền á. Rồi. Ai theo Cường Vlog? Cầm sẵn vé trên tay. Ơ, lòn mẹ rồi. Ê, tặng cho bạn Cường chai nữa nè. Lòn ơi, tặng nữa nè. Nè, dì Bún khỏe rồi, dì Bún có chơi có độ nhậu rồi. À, dì Bún đủ rồi đây. Chưa. Ok em. Đụng mà có thiệt nè. Đủ. Chào 1.700 anh em nha, này vui quá. Hai cách ly tập trung 5 người. Ồ, quá ghê quá, ghê quá. Thảo Điền hả? Chết mẹ rồi. Ôi sorry anh em. Ok, Thanh Hòa. Mình một chung cư thường Thảo Điền. Chết rồi anh em ơi. Hết vui, hết vui. À, tâm sự với anh em đi. Tâm cái gì? Tâm sự gì nữa, giờ chết rồi. Bởi vì cái kèo này là kèo 2 triệu đây với 4 lụm rồi. Nói chung là chơi vui nha anh em. Lát nữa có livestream nhậu nữa nha. Có. Tối nay nhậu nha, tối nay nhậu ca hát nha. Nhậu tại nhà tôi cha. Rồi xong khỏi vừa miệng.
Tội gì mà cho bạn cười. À, chung là hôm nay là Duy Bún gỡ nợ được rồi. Chầu này trước sau 2 triệu á anh em. Đục 2 triệu nhậu ỉa luôn á nha. 4 thùng, 2 thùng với 1 triệu mấy tiền mồi. Không mà nhậu là có người cười mà không được ỉa luôn. Yeah, sorry các bạn. Sorry lỡ lời nha. Tại đọc ba cái tin về xã hội cái người con người mình nó hơi bị bực mình nữa. Thời buổi nó khó khăn rồi mà nó còn dịch nữa. Pizza mở vậy mà quận 2 cũng hơi gần quận Thủ Đức các bạn. Thôi. Chào mấy cương nha, xin lỗi mấy anh lớn nha. À nhà em ở đường 47 hả? À, quải quá các bạn ơi. Trời ơi, bạn biết dịch vừa rồi là mình mất quá, biết bao nhiêu tiền á. Công việc rồi đủ thứ, giờ nghe dịch tới nó thấy quải quá. Giờ đứng thuyết trình mấy mùa dịch đi ông nội. Rồi, thôi. Ok, các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của Duy Bún Idol với lại Cường Vlog. Làm gì làm, tối nhớ nhậu nha anh em. À cái cần đó là cần của cái gì nè. Nó ghê. Trên Zin nó không có dám đăng bậy đâu. Có thiệt không cha? Có thiệt kìa, trên Zin báo Zin sao dám đăng bậy ông nội. Sao? Zin nêu đâu dám đăng bậy. Cách ly 5 người do nghi tiếp xúc với người bị Covid quận 2 rồi. Quận 2 anh giờ anh sợt lên Zin kìa, nghe em mới gửi em coi nè. À VN nè. Nè báo nè Cường. Trung tâm y tế quận 2 triệu mấy người biết nghe nhận thông tin từ trung tâm cho người. Cơ quan này đã đưa 6 người tiếp xúc trực tiếp F1 chuyên gia nước ngoài cách ly tập trung. Mã ghê quá. Quá ghê gớm. Rồi biết ông đó đi đâu đâu, má biết ông đó gặp ai đâu. Má chán ghê. Làm gì làm, mốt mà lỡ có dịch ế qua đóng cửa nhớ học online nha mấy bạn. Ừ, nó quải quá đó. Đang Việt Nam mình là mấy ổng kiểm soát tốt lắm á. Mấy người chính quyền cấp cao Việt Nam mình kiểm soát rất là tốt hơn nước ngoài nhiều. Mà cuối cùng vẫn còn nguy hiểm quá. Trời, bên Mỹ mẹ mình ở trong nhà một năm mấy nay các bạn, ở trong nhà không á. Anh gia đình mình bên Mỹ, bên Florida, ở nhà đâu ra đường đâu. Đùng năm nay ghê quá các bạn. Miền Trung thì lũ lụt quá ghê, bão. Rồi trong này thì chuẩn bị, nếu mà không cái này mà không kiểm soát sớm, dịch bùng lại nữa là mệt nữa. Ở đâu? Ừ. Đúng rồi, giờ sơ tán thôi chứ giờ đi ở đó mà ra gia cố nhà cửa gì nổi nữa. Bão này nó nhanh quá mà. Bão này nó quét qua né gì kịp mà ở đó mà đi đóng nhà đóng cửa gì nữa hồ Cường. Đúng không? Bão số 9 này là dữ luôn rồi. Phóng viên Malai. Đúng rồi, phóng viên Malai ở Việt Nam mình hả? Không, ý là phóng viên Malai bảo á, bển bảo bên Malai hả? Malai nó không. Trời ơi là trời. Má thổi bay người luôn à. Má thổi bay người luôn. Má gió dựng tóc cao quá. Đục. Một người đứng đó, một người chỉ đứng dịnh lại. Cường, ông coi nè Cường. Phóng viên nó đứng nó tường thuật lại cái cơn bão bên Malai chuẩn bị qua bên Việt Nam mình mà nó muốn bị thổi bay luôn, phải con ông đứng giữ lại nói chuyện. Trời ơi. Má ơi. Bảo mọi người vậy. Ờ. Má ghê quá. Thôi, ok. Anh em rồi, số điện thoại của Thịnh là 0908 897 297 nha anh em. Zalo và 0936 666 77. À, số điện thoại Thịnh Ken nha, Thịnh có đăng ở đây nha các bạn. Ok. Má đang vui mà nghe bão lũ dịch tới thấy mệt quá. Rồi, chào anh em. À, hello Thịnh nghe.
Ai? Không có, không có, không có, không có. Rồi 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 rồi, về để đi thay hết mấy bạn nhỏ không đây. Rồi rồi ok, để nói tôi qua làm cho. Ok em. Rồi rồi rồi. Ok thôi mình off livestream nha mọi người. Yeah. Qua đi em, qua đi solo với dì Bún nha. Rồi quán gia Thịnh Ken đây nha. Còn trống hai bàn nha anh em, rảnh ghé chơi nha.